nhắc đến thứ lớn nhất trong vũ trụ, phải kể đến hố đen. Trái ngược với những thứ như hành tinh hoặc ngôi sao, chúng không có giới hạn về kích thước vật lý và có thể phát triển vô tận theo đúng nghĩa đen. Mặc dù trong thực tế, cần phải có vài điều kiện cụ thể hình thành các loại hố đen khác nhau, từ những hố đen rất nhỏ đến những kẻ khổng lồ nhất trong vũ trụ. Vậy, các hố đen phát triển như thế nào? Và lớn nhất trong số chúng có kích thước bao nhiêu? Chúng ta hãy bắt đầu từ thứ thực sự nhỏ, hố đen nguyên thủy. Loại hố đen nhỏ nhất có thể tồn tại hoặc không? Nếu tồn tại, chúng có thể là một trong những vật thể lâu đời nhất trong vũ trụ, thậm chí còn già hơn cả nguyên tử. Chúng sẽ hình thành ngay sau Big Bang, khi những dòng năng lượng dữ dội dày đặc khắp vũ trụ, đến nỗi bất kỳ vùng nhỏ nào chỉ cần có mật độ cao hơn một chút so với các vùng lân cận cũng có thể tạo ra một hố đen. Hố đen nguyên thủy nhỏ nhất tồn tại có thể nặng khoảng 1.000 tỷ kg, tương đương với khối lượng của một ngọn núi lớn. Tuy nhiên, kích thước của chúng sẽ không lớn hơn một proton. Một hố đen nguyên thủy có khối lượng bằng trái đất sẽ chỉ lớn hơn một đồng xu một chút. Điều này làm cho chúng rất khó tìm thấy. Vì vậy, chúng ta chưa thực sự quan sát thấy chúng. Nếu chúng tồn tại, chúng thậm chí có thể là những vật chất tối bí ẩn giữ các thiên hà lại với nhau. Hãy chuyển sang loại hố đen mà chúng ta biết chắc chắn là có ở đó. Hố đen sao? Để tạo ra một hố đen, chúng ta cần nén đủ vật chất để nó có thể tự sụp đổ. Sau đó, càng nhiều khối lượng bị hút vào, kích thước của hố đen càng lớn. Trong vũ trụ ngày nay, chỉ những sự kiện vũ trụ dữ dội nhất mới có thể tạo ra những điều kiện cần thiết. Chẳng hạn như sự hợp nhất của các sao neutron hay khi lõi của một ngôi sao rất lớn sụp đổ trong một vụ siêu tân tinh. Để có một đơn vị so sánh, chúng ta sẽ sử dụng khối lượng của mặt trời vào khoảng 2.000 tỷ 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 kg. Hố đen nhỏ nhất được biết đến là GW170817, có khối lượng gấp 2,7 lần mặt trời, hình dạng như một hình cầu có đường kính khoảng 16 km, đủ lớn để bao phủ thành phố Paris. Một hố đen nhẹ khác là bạn đồng hành của ngôi sao khổng lồ đỏ V723 Mon. Ngôi sao này lớn hơn mặt trời của chúng ta 24 lần, đường kính dài 30 triệu km. Nó bị ném ra, quay xung quanh bởi một hố đen nhỏ có biệt danh The Unicorn, chỉ rộng 17,2 km. Hố đen nhỏ bé đang bắt nạt ngôi sao này nhỏ đến mức chúng ta thậm chí khó có thể đưa nó ra so sánh. Một trong những hố đen sao lớn nhất được biết đến là M33X7. Nó hiện đang dành thời gian ăn mòn một sao khổng lồ xanh có khối lượng gấp 70 lần mặt trời từng chút một. Khi tất cả những vật chất bị đánh cắp đó quay tròn về phía hố đen, giống như dòng nước chảy xuống cống, ma sát làm nóng nó lên đến nhiệt độ đủ cao để tỏa sáng hơn mặt trời của chúng ta 500.000 lần. M33X7 có khối lượng chỉ bằng 15,65 mặt trời và rộng 92 km. Để phát triển lớn hơn, các hố đen phải nuốt chửng rất nhiều ngôi sao hoặc nhanh hơn là hợp nhất với nhau. Các công cụ giúp phát hiện những vụ sáp nhập này còn rất mới. Vì vậy, chúng ta hiện đang khám phá ra rất nhiều điều thú vị. Giống như hai hố đen khổng lồ mà chúng ta đã phát hiện trong một thiên hà cách xa 17 tỷ năm ánh sáng. Khi chúng quay xung quanh nhau một cách dữ dội, chúng giải phóng nhiều năng lượng dưới dạng sóng hấp dẫn hơn so với ánh sáng kết hợp từ tất cả các ngôi sao trong dải ngân hà trong 4.400 năm. Hố đen mới do chúng hình thành với cái tên GW190521 có kích thước bằng nước Đức và có khối lượng bằng 142 lần khối lượng mặt trời. Và ở đây, chúng ta đã đạt được một khoảng cách đáng ngạc nhiên về quy mô. Có rất nhiều hố đen có khối lượng tới 150 lần khối lượng mặt trời và sau đó không có gì trong một thời gian dài. Cho đến khi chúng ta bất ngờ đụng phải các hố đen có khối lượng lớn gấp hàng triệu lần. Điều này hơi khó hiểu bởi vì chúng ta đã có ý tưởng rằng các hố đen luôn phát triển theo thời gian. Nhưng đối với những hố đen lớn nhất, quá trình này không đủ nhanh để giải thích sự tồn tại của chúng ngày nay. Đơn giản là độ tuổi của vũ trụ chưa lâu để những hố đen siêu lớn này hình thành bằng cách ăn các ngôi sao và hợp nhất với nhau. Chắc chắn một điều gì đó khác đã xảy ra.
Để giải thích cách chúng ta có được những hố đen lớn nhất trong vũ trụ, chúng ta có thể cần những ngôi sao lớn nhất từng tồn tại. Quasi stars, sao hố đen. Để có tương quan về quy mô, chúng ta có thể so sánh chúng với những ngôi sao lớn nhất tồn tại ngày nay. Mặt trời của chúng ta giống như một hạt cát khi đứng bên cạnh chúng. Các nhà khoa học không biết liệu sao hố đen có thực sự tồn tại hay không, nhưng chúng là một khái niệm thú vị khi nói đến sự phát triển siêu tốc của hố đen. Ý tưởng ở đây là vật chất trong vũ trụ sơ khai dày đặc đến mức các sao hố đen gần như có thể lớn gấp hàng nghìn lần khối lượng mặt trời của chúng ta. Lõi của những ngôi sao này có thể đã bị nghiền nát bởi trọng lượng của chính chúng đến mức tự sụp đổ thành hố đen trong khi ngôi sao vẫn đang hình thành. Trái ngược với các ngôi sao ngày nay sẽ tự hủy diệt trong quá trình này. Bên trong các sao hố đen, một sự cân bằng chết chóc có thể xuất hiện. Lực hấp dẫn đã ép ngôi sao siêu lớn lại với nhau, nuôi dưỡng hố đen và làm nóng vật chất rơi vào trong đến một nhiệt độ sao cho áp suất bức xạ giữ cho ngôi sao ổn định. Và do đó, những hố đen phát triển nhanh chóng này có thể đã tiêu thụ ngôi sao gần như trong hàng triệu năm và phát triển lớn hơn nhiều so với bất kỳ hố đen sao hiện đại nào. Các hố đen này có khối lượng gấp vài nghìn lần mặt trời và rộng hơn toàn bộ trái đất. Những hố đen này có thể đã trở thành mầm mống cho các hố đen siêu khối lượng. Bây giờ, chúng ta đến với các vị vua của vũ trụ, những thiên thể đơn lẻ lớn nhất đang tồn tại. Trung tâm của hầu hết các thiên hà đều chứa một hố đen siêu khối lượng và chúng đều rất quái dị. Trong dải ngân hà, chúng ta có Sagittarius A, một hố đen siêu khối lượng gấp khoảng 4 triệu lần khối lượng mặt trời. Nó đang bình tĩnh thu thập thức ăn và thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Chúng ta biết nó nằm ở đó bởi vì chúng ta có thể thấy một ngôi sao quay xung quanh một điểm dường như trống rỗng. Và mặc dù có khối lượng đáng kinh ngạc, nhưng bán kính của nó chỉ gấp 17 lần mặt trời của chúng ta. Nhỏ hơn hầu hết các ngôi sao khổng lồ, nhưng nặng hơn hàng triệu lần. Bởi vì các hố đen siêu khối lượng rất lớn và nằm ở trung tâm của các thiên hà. Nhiều người tưởng tượng chúng giống như mặt trời trong hệ mặt trời, một mỏ neo gắn kết mọi thứ khác lại với nhau và buộc chúng vào một quỹ đạo. Nhưng đây là một quan điểm sai lầm. Trong khi mặt trời chiếm 99,86% tổng khối lượng trong hệ mặt trời, thì hố đen siêu khối lượng thường chỉ chiếm 0,001% khối lượng của thiên hà của chúng. Hàng tỷ ngôi sao trong các thiên hà không bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn của các hố đen, thay vào đó là hiệu ứng hấp dẫn của vật chất tối giữ chúng lại với nhau. Nhiều hố đen siêu khối lượng không phải là những gã khổng lồ hiền lành, đặc biệt là khi chúng ăn những đám mây sao có khối lượng lớn trong thiên hà của chúng. Hố đen ở trung tâm của thiên hà BL Lacertae đang nuốt chửng vật chất nhiều đến mức tạo ra các tia plasma được gia tốc gần bằng tốc độ ánh sáng. Nếu trái đất quay quanh thiên thể khổng lồ này, nó sẽ xuất hiện lớn gấp 115 lần mặt trời của chúng ta trên bầu trời và chúng ta sẽ bị thiêu rụi trong vài giây bởi đĩa bồi tụ nóng rực của nó. Tại thời điểm này, các hố đen trở nên lớn đến mức các ngôi sao có vẻ nhỏ bé một cách kỳ lạ so với chúng. Thiên hà Cygnus A có một hố đen siêu khối lượng với khối lượng 2,5 tỷ lần mặt trời và rộng 14,7 tỷ km. Có nghĩa là nếu nó thay thế mặt trời của chúng ta, nó sẽ nuốt chửng tất cả các hành tinh và kéo dài đến nửa rìa hệ mặt trời của chúng ta. Nó đang nuốt chửng nhiều khối lượng và vật chất đến mức biến đĩa bồi tụ của mình thành một loại phễu tử tính, phun khí ra ngoài, tạo thành các thủy vô tuyến cực lớn, cao ngất ngường trên thiên hà. Đường kính nửa triệu năm ánh sáng, gấp 2,5 lần đường kính của dải ngân hà. Một khối đen siêu khối lượng khác nằm trong thiên hà Messier 87. Nó có khối lượng bằng 6,5 tỷ mặt trời và là hố đen đầu tiên mà chúng ta có được một bức ảnh thực tế. Hay đúng hơn là luồng khí phát sáng xung quanh rìa của một cái bóng đầy đe dọa. Quả cầu bóng tối này lớn đến mức nó có thể bao phủ toàn bộ hệ mặt trời của chúng ta. Chưa hết, có một quy mô thậm chí còn cao hơn những loại vật thể này, Ultra Massive Black Holes, tạm gọi là hố đen siêu siêu khối lượng. Bây giờ chúng ta tiếp cận những hố đen khổng lồ nhất, có lẽ là những thiên thể đơn lẻ lớn nhất từng tồn tại.
Những hố đen này đã ăn nhiều tới mức chúng phát triển lên đến hàng chục tỷ lần khối lượng mặt trời. Trọng lực của chúng là động cơ tạo ra một chuẩn tinh, một đĩa bồi tụ sáng hơn hàng nghìn thiên hà đầy sao, đổ rộ đến mức chúng xứng đáng có được một danh hiệu của riêng mình: Ultra Massive Black Holes. Hố đen siêu siêu khối lượng ở trung tâm của thiên hà OJ-287 có khối lượng 18 tỷ lần khối lượng mặt trời. Nó lớn đến mức có một hố đen siêu khối lượng lớn hơn gần 40 lần so với hố đen Sagittarius A quay quanh nó. Thực sự khó có thể so sánh nó với bất cứ thứ gì. Ba hệ mặt trời có thể thoải mái đặt bên trong hố đen này. TON-618, một hố đen mà chúng ta có thể quan sát, đang tiêu thụ một lượng vật chất tương đương vài dải ngân hà, tỏa sáng với độ sáng của 100.000 tỷ ngôi sao, có thể nhìn thấy từ cách xa 10 tỷ năm ánh sáng. Nó có khối lượng đáng kinh ngạc, tương đương 66 tỷ mặt trời. Một hố đen lớn đến mức phải mất một tuần ánh sáng mới đạt đến điểm kỳ dị sau khi vượt qua chân trời sự kiện. Khoảng 11 hệ mặt trời có thể nằm cạnh nhau bên trong nó. Nó rất có thể là thiên thể đơn lẻ lớn nhất trong vũ trụ. Nhưng trong thực tế, nó có lẽ còn lớn hơn, vì TON-618 ở rất xa. Chúng ta chỉ thấy nó trông như thế nào cách đây 10 tỷ năm. Trong mọi trường hợp, hố đen rất đáng sợ, bí ẩn và khổng lồ. Chúng sẽ ở đây sau khi mọi thứ khác chết đi và ngày càng lớn hơn. Và cuối cùng, chúng ta đến với vua của các vị vua. Hố đen bí ẩn nằm trong cụm thiên hà Phượng Hoàng, nằm cách dải ngân hà 5,7 tỷ năm ánh sáng. Cụm thiên hà này được kính viễn vọng Nam Cực phát hiện vào năm 2010, là một trong những cụm thiên hà lớn nhất được biết đến và là cụm phát ra nhiều tia X nhất. Thiên hà trung tâm của cụm Phoenix là Phoenix A, một thiên hà hình ellipse, và trong lõi của nó có một hố đen siêu lớn, Phoenix A. Hố đen này sẽ có khối lượng gấp 100 tỷ lần mặt trời, trở thành hố đen lớn nhất được biết đến và phá vỡ giới hạn của cái được cho là giới hạn khối lượng của những vật thể này. Tuy nhiên, chúng ta chưa thực sự có sự chính xác tuyệt đối ở đây. Trong khi các nhà khoa học lập danh mục hàng triệu ngôi sao, họ thực sự chỉ có dữ liệu chính xác về vài chục hố đen. Đó là bởi vì việc tìm hiểu hố đen không thực sự được quan tâm cho đến 50 năm trước. Và về mặt kỹ thuật thì vẫn chưa, bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy các hố đen. Chúng ta chỉ có thể rút ra các tính chất của chúng từ việc nghiên cứu các hiệu ứng hấp dẫn của chúng đối với vật chất xung quanh, như quỹ đạo của các ngôi sao đến gần chúng. Hiệu ứng này phụ thuộc vào khối lượng của hố đen. Chúng ta có thể ước lượng gần đúng ở mức cơ bản nhất với các định luật Kepler. Nhưng điều này đi kèm với sự không chắc chắn và sai số rất lớn. Sau đó, các nhà khoa học phải chuyển đổi từ khối lượng sang kích thước. Điều này mang lại những sai số mới. Ví dụ, họ đã tính toán bán kính từ khối lượng bằng cách sử dụng phương trình Schwarzschild để đơn giản hóa và giả định rằng các hố đen hoàn toàn tròn và không quay. Đó là điều không thực sự tồn tại. Thực tế là vật lý trên các thang đo này hơi mờ nhạt. Vì vậy, một số hố đen mà chúng ta đã đề cập ở đây có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn nhiều.